Chào các bạn, quay trở lại với bếp cô Minh. Hôm nay thì cô Minh sẽ giới thiệu đến các bạn một món bánh tuổi thơ. Ở cái tuổi của cô Minh thì ngày xưa ai cũng rất thích những cái bánh này của những dì bán ở ngoài chợ, ăn thật béo, thật thơm, mùi nước cốt dừa. Mà bây giờ nếu như mình kiếm được thì cái vị nó không còn được như xưa nữa. Cô Minh hy vọng rằng là cái món bánh ngày hôm nay cô Minh gửi đến các bạn thì sẽ lấy lại được cái vị của ngày xưa nha. Đó chính là bánh đu. Bây giờ thì bắt tay vào làm nè. Cô Minh sẽ lấy tất cả cái nào hỗn hợp là bột, cô Minh trộn lại với nhau trước. Đường xay ở đây nếu các bạn sử dụng thì các bạn nhớ là đường mình sau khi xay hoặc là mình mua đường ngoài chợ về thì các bạn nhớ là mình phải rây kỹ nó lại. Nếu mình không rây á, thì cái phần đường xay nó sẽ dễ bị cái tình trạng là nó vón cục lại, lúc đó mình trộn lên nó sẽ khó trộn hơn. Cái nước cốt dừa thì các bạn cũng đã biết được là cô Minh sử dụng như thế nào rồi. Mình không cho thêm nước gì hết, chỉ vắt. Thì cô Minh lấy 140 ml như vậy. Nhưng cô Minh vẫn tăng thêm một cái gói bột cốt dừa này vô nữa. Thì cái gói này nó khoảng tương đương 50 g. Thì khi trộn vô nó làm cho cái bánh mình nó sẽ béo hơn và thơm hơn nữa. Rồi bây giờ thì bắt đầu mình sẽ trộn tất cả cái nguyên liệu này lên nè. Mình bỏ hết cái phần bơ vô đây. Bơ là nhớ là các bạn thấy không, cô Minh để ở nhiệt độ phòng cho nó mềm ra. Thì khi mình trộn vô nó sẽ dễ trộn hơn ha. Và phần sữa đặc, phần nước cốt dừa. Nè bây giờ của mình đã trộn cái hỗn hợp nó đều lại hết như vậy. Các bạn lưu ý nha, khi mình trộn lại thì nó phải dẻo vừa như vậy. Nếu các bạn thấy nhão quá có nghĩa là cái lượng nước của mình nó hơi nhiều một chút, hoặc là cái phần bột của mình nó sẽ không hút được bớt hết cái phần nước. Thì lưu ý lúc đó các bạn nhớ là mình phải cho thêm một xíu bột, hoặc là mình sẽ phải cho nước cốt dừa từ từ vô. Rồi bây giờ thì cô Minh sẽ pha màu vô đây để mình cho những cái con sâu của mình nó có nhiều màu sắc và đẹp hơn. Thường thì cô Minh hay sử dụng những cái màu mà có nhãn hiệu như vậy nha. Bây giờ thì bắt đầu của mình sẽ nặn đây, của mình ngắt nè, từng phần nhỏ như vậy thôi. Các bạn thấy không? Mình sẽ nặn cho nó có một cái đầu như vậy và của mình sẽ để lên cái lược. Các bạn thấy dễ không nè? Đã nặn xong hết rồi thì bây giờ mình phải điểm vào cho con sâu những cái con mắt nữa nha. Bây giờ thì cô Minh sẽ đưa vào lò nướng liền đây. Các bạn nhớ nhé, đối với cái bánh này thì mình sẽ nướng nhiệt độ từ 120 đến 130 độ C thôi. Và thời gian là khoảng 15 phút là bánh của mình sẽ chín hết. Các bạn thấy không, sau thời gian 15 phút cô Minh đã lấy cái phần bánh này ra rồi nè. Những con sâu thật là xinh xinh. Hy vọng là sau buổi ngày hôm nay thì các bạn sẽ có được một vé về tuổi thơ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chia sẻ kênh bếp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.